số IORI là gì và làm cách nào để đăng ký. Nếu bạn đang vận chuyển quốc tế, bạn có thể được yêu cầu cung cấp số IORI. Số IORI được sử dụng làm nhận dạng trong tất cả các thủ tục hải quan. Cơ quan hải quan sử dụng số IORI để giám sát và theo dõi các chuyến hàng đến và ra khỏi Liên minh châu Âu. Nếu bạn không có số IORI, lô hàng của bạn có thể bị giữ tại hải quan, gây ra sự chậm trễ và có thể phát sinh thêm chi phí có các nguyên tắc khác nhau, tùy thuộc vào nơi bạn ở và nơi vận chuyển của bạn. Số EORI được chỉ định bởi các quốc gia EU nơi công ty của bạn được thành lập. Bạn có thể đăng ký số EORI thông qua trang web hải quan chính thức của quốc gia này. Số EORI này có thể được sử dụng cho tất cả các văn phòng của doanh nghiệp bạn, bất kể họ ở đâu trong Liên minh Châu Âu. Bạn sẽ cần nhập số này trên hóa đơn thương mại đi kèm với lô hàng của mình. Nếu bạn ở bên ngoài Liên minh Châu Âu, bạn nên nhập số EORI của doanh nghiệp mà bạn đang giao hàng đến. Bạn có thể nhập số này trên hóa đơn thương mại đi kèm với lô hàng của bạn. Điều này sẽ giúp tránh sự chậm trễ có thể xảy ra đối với lô hàng. Điều này cũng áp dụng nếu bạn đang gửi hàng cho một công ty ở Vương quốc Anh, vì cơ quan hải quan Vương quốc Anh cấp số EORI của riêng họ. Thường mất một vài ngày để số EORI được cấp cho bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn đăng ký trước khi gửi hàng để tìm hiểu thêm về vận chuyển quốc tế hãy truy cập ubs com